Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe mới nhất ở đầu tháng, xe mới về bên kho nha anh em. Số lượng rất là nhiều. Anh em nào có nhu cầu mình mua cái dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo kỹ. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay có anh Thảo. Hello, anh chào mọi người nha. Hôm nay tiếp tục em xả một lô xe. Đầu tháng này thì giá bằng rất xe rất là rẻ mọi người nha. Thì hôm nay mới về được một lô mới nữa nên là anh em tiếp tục xả kho cho anh em nha. Đó, bữa trước xả kho thì anh em lên ủng hộ khá là nhiều, thì hôm nay tiếp tục em lại tiếp tục xả kho mọi người nha. Future mọi người, 34 cũ mọi người nè. Đó, cái màu đen màu xanh xanh rêu mọi người nha. Bữa mấy anh em coi lên ủng hộ em khá là nhiều nha. Thì hôm nay tiếp tục em xả cho mọi người 34 cũ, mua góp bữa trước cho em 2 cũ rồi là nhận xe nha mọi người nha. Đối với dòng Future rất là đơn giản nha mọi người. Rồi tiếp theo SH125, hiện tại giá chỉ còn 73 cũ thôi. Mỗi xe này thì mua góp đưa trước cỡ 15 cũ thôi nhận xe mọi người. Giá là bao gồm VAT hết mọi người nha. Tiếp theo nữa là con Vario 125 khóa thường mọi người, hiện tại giá chỉ còn 36 cũ thôi. Giá này cực kỳ mềm luôn. Con này thì mua góp đưa trước cỡ 3 cũ thôi. Còn đối với Vision tiêu chuẩn thì 30, Vision đặc biệt nè, 33 cũ 500. Thì đối với phiên bản này anh em góp đưa trước 2 cũ thôi nha. Còn Wempa mới ra, có một lô Wempa mới ra mà mới về mọi người 2025 nè, con này 18 cũ mọi người nha. Mua góp thì đưa trước 2 cũ thôi là nhận xe nha. Winner V3 mọi người nè. Đây, ABS luôn, 37 cũ mọi người. Rồi, ở đây có Sirius mọi người. Sirius thì hiện tại giá nó chỉ còn 19 cũ thôi. Dòng này thì mua góp đưa trước cho em tầm 2 cũ thôi. Em có một con AB160 nè, 60 cũ mọi người nha. AB160 60 cũ nha. Rồi, tiếp theo nữa là S155 ABS 50 cũ mọi người nha. Đó. Đối với phiên bản thường thì là 46 cũ thôi. Này mua góp thì đưa trước cho em 5 cũ rồi là nhận xe nha. Tiếp theo nữa là Wempa. Con này là phiên bản 2025 luôn mọi người. Con này là 18 cũ nha. Mua góp đưa trước cho em 2 cũ thôi là nhận xe mọi người nha. Rồi, qua đây thì cũng nhiều xe mà hơi chặt một tí nha mọi người. BC1. BC1 tại giá 30 cũ mọi người nha. Mua góp với dòng BC1 này anh em trả trước cho em 2 cũ thôi là nhận xe rồi mọi người. Tiếp theo nữa là Vision thể thao thì hiện tại giá 36 cũ mọi người. Vision đặc biệt hiện tại giá là 34 cũ mọi người nha. Còn hôm bữa em xả một lô thì hôm nay còn hai con. Đúng rồi, hôm chủ nhật vừa rồi là vừa xả bớt rồi mọi người nha. Còn có hai con nữa mọi người nha. Nhanh tay là còn hai con thôi. Con này màu rin nha mọi người. 46 cũ mọi người nha. Đó, mua góp thì đưa trước cho em tầm khoảng là 5 cũ thôi là nhận xe mọi người nha. Rồi, tiếp theo là Vario khóa thông minh màu đỏ mọi người. 39 cũ mọi người nha. Đó, còn nếu mà anh em mua khóa thông minh sơn như vậy là màu sơn nữa này là 40 mọi người nha. Nếu mà khóa thường thì 37 thôi. Còn đối với phiên bản mới kinh thì hiện tại 43 cũ mọi người nha. Đó, mua góp thì đưa trước cho em 5 cũ là nhận xe nè. Rồi, tiếp theo này Wempa thì 18 mọi người nha. Còn đối với Future màu xanh này mọi người. Cái màu xanh nhám này nè. Bữa giờ xả rất là nhiều anh em mua luôn. Đó, tiếp tục là 34 mọi người nha. Đó, okay. Anh em cứ mua đi rồi tiếp tục sẽ được giảm giá tiếp. Vario khóa thường 36 cũ mọi người nha. Và đó có SH mọi người nha. SH125 thì hiện tại 73 cũ thôi. Mua góp thì đưa trước cho em 3 cũ, 15 cũ là nhận xe. Còn SH160 CBS là 90. Còn ABS thì 101 cho đến 102 cũ mọi người nha. Đó, em báo chung giá tại vì xe này nó cũng khá nhiều nha mọi người. Anh em mà có nhu cầu mua SH thì cứ gọi điện cho em nha. Rồi, tiếp theo nữa là Vario khóa thường nè mọi người. Khóa thường này hiện tại giá chỉ còn 36 cũ thôi nha. Đó, sơn lên là 1 triệu tiền sơn thôi nha. Còn đối với RSX nè, 21 cũ mọi người nha. Đó, Future màu xanh này thì là hiện tại 34 nè mọi người. Đây, mấy con Future màu trắng á mọi người, nó sẽ đắt hơn là 35 cũ mọi người nha. Trắng với xanh này là 35 mọi người nha. Đó, còn anh em nó màu đen nhám với màu kia là 34 thôi. Rồi, S155 ABS, CBS 46 cũ mọi người nè. S150 thì hiện tại em bán chỉ còn có 42 cũ thôi. Đó, mua góp thì đưa trước cho em 5 cũ là nhận xe nha. S155 phiên bản 2023 nè mọi người. Đó, 44 cũ khóa thông minh nha mọi người. Đó, và mới kinh thì hiện tại giá chỉ còn có 43 cũ thôi. Rồi, mua góp thì đưa trước cho em 5 cũ thôi nha. SHMO nè mọi người. SHMO ABS nè, 63 cũ nha mọi người. Đây, còn con đợt này mọi người thấy Future màu xanh em về nhiều không? Đó, vì sao mà em bán rẻ không? Đó. Còn có 34 cũ là mọi người nha. Chưa bao giờ Future rẻ như vậy. Chỉ có màu đỏ với màu trắng thì màu xanh bóng thì đó là 35 nha. Còn đối với màu xanh rêu với màu đen ben nhám nha, anh em mua đi, em bán cho anh em còn 34 cũ thôi. Đó, dự góp từ trước 2 cũ nhận xe. Rồi tiếp theo nữa là AB125 màu đen, hiện tại chỉ còn có 42 cũ thôi nha. Đó, rồi Vision đặc biệt 34 cũ mọi người nha. Thì đối với phiên bản S155 2023 thì hiện tại còn mới 44 cũ mọi người nha. Cái này là phiên bản khóa thông minh hết cho mọi người luôn nha.
Về radio á thì những cái con mà khóa thường mà em sơn lên như vậy nè, có trưng bày nè mọi người, đó, xanh rồi bạc, đen rồi trắng là mọi người, đó, ánh tím nè, 37 củ nha mọi người. Giá báo là bao gồm màu sơn cho mọi người luôn. Mua góp đưa trước cho em 3 củ thôi là anh em có thể nhận xe rồi nha. Rồi. Có xe bữa nay hơi nhiều, hơi chặt. Xe bữa nay hơi nhiều, hơi chặt mọi người nha. Đó, Vision cao cấp thì hiện tại còn 32 mọi người nha. Màu đỏ là 32 đây nha. Màu trắng đỏ đều 32 mọi người nha. Mua góp thì đưa trước cho em 2 củ thôi là nhận xe mọi người nha. Đó. Rồi. Ở đây thì có Vision thể thao mọi người. Vision thể thao thì hiện tại 36 mọi người nha. Màu đen với màu xám xi măng là 36 mà. Còn đối với Vision khóa thường thì chỉ còn 30 thôi mọi người nha. Đó. Rồi, S150 thì là 42 mọi người nha. Có một con AB AB 125 màu đen bóng là cũng nhiều anh em hỏi nè, 42 cũ mọi người nha. Rồi, thì thủ tục trả góp á thì rất là đơn giản thôi nha, chỉ cần căn cước công dân thôi. Mua xe thì anh em nhớ liên hệ trước với em đi, em sẽ hỗ trợ cho anh em thêm 1 triệu tiền xăng khi lên mua xe nữa mọi người nha. Và bên em có thu xe cũ để xe mới luôn. Anh em nào có nhu cầu mua xe thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp cho em nha. Em cảm ơn mọi người nha.